Azo xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách lấy vật phẩm niêm tất này nha. Vật phẩm niêm tất này có số lượng 25.000 người lận nên mọi người cứ thong thả mà lấy. Mọi người vào game này nha, tôi có để link ở dưới phần mô tả á. Nhiệm vụ của mọi người là đăng nhập tựa game này trong 2 ngày liên tiếp và hoàn thành 4 công việc khác nhau ở sâu zoom. Nói chuyện với NPC bên góc trái trên lầu để dịch chuyển nha. Có 4 chỗ phát sáng cùng với dấu chấm than á, nó tương đương với 4 công việc cần làm. Không cần chơi thắng hay thua, lên cấp hay không lên cấp. Chỉ cần chơi một ván trong mỗi công việc là được. Về cách chơi thì mọi người tự tìm hiểu nhé, cũng đơn giản lắm luôn. Khi hoàn thành xong 4 công việc rồi thì mọi người quay về sảnh nhận vật phẩm nhé. Lại cho con gấu rồi nhấn claim là được. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một like và đừng quên sub dài nhé.